em nhé. Thuộc là mở mở Nền tảng chơi AoE online miễn phí, anh em có thể trải nghiệm, tải về trải nghiệm thử để có thể ủng hộ cho AoE là Greg Hitty. Như vậy là quân của anh tin tin đẹp hơn trong trận đấu thứ ba này. Khoảng hai trận quân xấu thắng thì bây giờ trận ba quân đẹp hơn, nó là lẽ thường tình thôi. Nhưng mà đẹp hơn chưa chắc thắng, bởi vì ở hai trận trước thì là người cầm quân xấu hơn mới thắng cơ. Và đặc biệt là hai trận trước là bình luận viên cho soi máy Dũng Phiêu, trận này bình luận viên soi máy tin tin đây này. Thì không biết là anh có gãy không. Vâng, khôn ngoan không không lại với cả bình luận viên được anh em ơi. Tôi mà đấu ôm bom thì khó thoát lắm ấy. Xem nào, ít với cả Greg anh em ạ, trong trận thiếu thứ ba kèo chạm 7 nhá mọi người ơi. Nghe giọng bình luận viên như giọng anh Đào Minh Thắng Chin luôn à, giống giọng Thắng Chin à. Ông bình luận viên ôm bom được trận này nữa chịu. Để xem anh em ạ, thì tin sợ mỗi toán thôi. Thế mà anh Toán không bảo em kiếm nhà tài trợ kèo anh tin tin với cả anh Toán lên sóng phát cho nó vui. Bình luận viên là bình luận viên đấu đá nhá anh em ơi, bình luận viên của Áo Làng mọi người ạ. Lâu lắm em không giới thiệu bản thân, chắc là tại cũng tưởng anh em biết hết rồi. Chào người em Hoàng Lâm nhá, xin chào anh Đặng Huy Hoàng. Mà áo không bằng người áo. Khoái quá nhỉ, anh em lại bảo mình muốn bó mình chết rồi. Ôi giời, chết dân rồi. Chết giờ rồi. Anh tin tin phá dớp đi anh ơi, không người ta lại bảo em. Vâng, vào sang soi máy phát cụ chết dân luôn. Hitty Greg thì kèo là dễ chơi rồi. Nhưng vấn đề là con Hitty nó cũng nghiệp lắm ấy. Nó cũng 50-50 lắm, chưa chắc đâu. Nổi tiếng với cái bài nghiệt mà đấy. Thế đâm dạng chưa biết thế nào mà lần. Hai đều đang hai dân lùi hiêu rất hay. Khá là tinh tế anh em ạ, và đang cố gắng đưa bầy hiêu này về thật sớm hoặc mất dân rồi anh em ơi. Vừa đá xuống cái lượt like thì đang hơi ít like anh em ạ, anh em tranh thủ đáng ép đời chưa có gì làm thì chúng ta nhanh tay bổ cho một quả like nhé anh em ơi. Chia sẻ đường live stream này cho anh Tin Tin và Ngô Dũng có thể thể hiện hết mình như tỏa sáng trước nhiều người hâm mộ nào anh em ơi. Đừng quên rằng là hãy follow fanpage Ao Làng và nhấn chuông để nhận thông báo livestream mỗi khi mà có những kèo đấu được phát sóng trực tiếp nha. Chơi miễn phí thì chơi trên mạng nào thế bình luận viên, đúng rồi. Cả hai game thủ chúng ta đang chơi trên Ala Play đấy anh ạ. alaplay.com đấy. Vào đây thì chơi miễn phí tất cả các phòng luôn mọi người ơi. Đấy, một nền tảng chơi AoE online miễn phí. Nên là mọi người có thể tải về trải nghiệm thử xem. Đây, cả hai game thủ chúng ta thì đang đi thi đấu trên Ala Play Room 2. Đấy, bây giờ anh em vào Room 2 thì sẽ lấy giấy mạng của Dũng Phiêu tạo. Rất là đẹp, cái mạng của Dũng Phiêu tạo thì rất là đẹp, nổi bật ở trong Room 2 luôn. Đấy, xong để cho mọi người có thể kiểm chứng luôn. Chứ không mọi người bảo em nói phét. Chào sếp Minh Vương nha. Ở đấy khóa IA coi trường đúng rồi. Quan trọng là con Hitty này nó mà nghèo thì nó yếu lắm này này. Và đặc biệt bài Hitty này đúng là nghèo thật. Và như vậy có mỗi bầy yêu đầu với hai con voi, nhưng một con voi không câu về được anh em ạ. Nằm sau con vực này chịu rồi. Không quả phụ luôn. Bầy hiêu thì giữa bản đồ. Và đúng là hit trong truyền thuyết. 26 dân dành cho idol. Kịch đời là 8 phút 44. Muộn đấy nha. À may con voi này vẫn đưa về được, ăn tại S luôn cho nhanh. Sau đó là cắt dân ra phi bầy yêu xa thôi. Hit Greg nhưng mà hit xấu lắm anh em ơi. Hit này thì hit chuẩn rồi. Hit chuẩn không phải là hit fake đâu. Chuẩn hit là thường bài như này này. Đấy, nó không lên nổi đời mà anh. Chất quân thì khỏe, nhưng mà nhiều người không đánh giá con hit cao là vì vậy, vì cái bài nó nhiệt quá không đánh được cái chứ. Chứ còn chất quân hit thì khỏe lắm, chất quân hit thì nó vâng cực kỳ tuyển luôn. Những con cung của Hitty, những con cung của Hitty thì vâng nó là bá đạo bản đồ.
và nó là khắc chế cứng của những cái đơn vị quân cận chiến đấy. Nên đâm ra là hit mà lên được cung R khỏe thì rất là khó đánh, nhưng mà hit mà yếu như thế này thì không biết là có lên được cung R hay không, và không biết anh Tin Tin sẽ đánh BA hay là BL đây. Vâng, BA thăng, ok luôn, anh vẫn đang khá tự tin với quyết định của mình. Sau khi đã có hai trận làm vốn thì bây giờ anh đánh thoải mái hơn, nhưng mà vẫn đào vàng để có thể thủ phù hợp lý. Cung thổi phù 11 phút 44 ạ. Gãy thật anh em ạ, khả năng trận này mình soi máy ông Tin Tin ông lại thua. Ông bom, ông bom thật, hôm nay thì thực sự là phải nhận thôi, cãi không được. Mấy hôm còn cãi được chứ hôm nay đúng là chính xác do bình luận viên rồi. Hôm này rời đỡ. Vâng, đỡ sao được. Hai cái ruộng hình cánh hoa. Khoai nhầy. Một cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Liền xíu muộn rồi đấy. Nhưng mà không biết là có giữ được dân lúc đầu không, chưa thấy Greg xuất hiện ở đây. Trận này mình cầm chắc kích 15. Đâu đã sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 93 sếp ơi. Rồi, bỏ lại nốt bãi vàng đi. Lên đời xong thì để lại 200 gỗ mà làm cái phê. Đang hơi thiếu gỗ anh thôi. Rồi. Cố gắng giữ được 3 dân này thì ngon. Mất 1 dân giữ được 3 dân thôi là được rồi. Tê kìa, ra mà yểm trợ đi. Cẩn thận đen e con lạc đà, con chém nó xô vào thì thôi. Rồi, giữ được cả 4 dân, ngon. P. 1 P thủ và nâng cấp được cái bánh xe thành công dành cho game thủ Tin Tin. Thế là hay rồi. Bây giờ thì cố gắng thủ cái hốc này thôi. Khả năng sẽ có các công đến từ người cầm Greg. Nếu mà bò được phù thì anh phải bò luôn ra cả dân anh em ạ. Đây là phong cách quen thuộc của game thủ Tin Tin. Mặc dù là được rất yếu, lên rất muộn, nhưng mà anh vẫn cố gắng để có thể xón một con dân trong nhà chính. Đó. Bởi vì chỉ có như thế này thì game thủ Tin Tin mới tạo được bất ngờ cho đối phương. Thủ trong nhà là anh sẽ thắng luôn, bởi vì là anh có dân. Đấy, còn nếu không thủ được thì anh sẽ thua luôn, cho nó nhanh đỡ mất thời gian. À, chứ bây giờ ví dụ ông không ra dân, ông tập trung lực, ông thủ xong rồi cũng chưa chắc thắng. Con này Tin Tin thì ra được cả dân anh em ạ, khỏe phết đấy, không đùa đâu. Và 2P luôn, không bo phù bo phèo gì cả, và chuẩn bị sẽ phải ăn một pha công ca đến từ người cầm Greg. Greg ngồi gãi à? Greg không công ca ngồi gãi thì hay nhỉ. Thế thì chúng ta sẽ được đánh đua một trận nào. Trận này mà Ngô Dũng ngồi gãi thì hay này, thế là đổi vai cho nhau. Ông Tin Tin là nhập ông Dũng Phiêu, còn ông Dũng Phiêu lại nhập ngược lại ông Tin Tin. Được. Hay, thế thì lại hay anh em ạ. Em thích những trận đánh đua đây, nhưng mà không biết trận này Dũng Phiêu có thực sự là muốn đua hay không. Nên nhớ là bài này game thủ Tin Tin mặc dù lên đời muộn nhưng mà anh cũng ra được dân trong nhà chính, nên là kể cả đua thì có lẽ là hit cũng không ngại lắm đâu. Bài này không phải là hit yếu đâu, mà là hit cũng tương đối đấy, tương đối ổn về mặt lực, về mặt dân. Số lượng dân cũng đang là khá nhiều, và đúng là Dụ Phiêu đánh thủ thật. Nhưng mà liệu rằng đây có phải là quyết định hơi sai lầm không? Không phải công ca mà sẽ là đánh đua với cả hit T bài này. Ngày xưa thời đỉnh cao game thủ Tin Tin thì chúng ta có truyền tai nhau một câu nói, đó là không nên đua với Tin Tin. Nhưng mà có lẽ câu nói đó bây giờ cũng không có tác dụng nhiều nữa. Tin Tin bây giờ thực dụng hơn Tin Tin ngày xưa khá nhiều rồi. Anh sẽ tùy cơ ứng biến, chứ không phải bài nào anh cũng sẽ đánh đua. Đấy, đâm ra là chưa biết thế nào, nhưng mà trận đấu này thì đúng là game thủ Tin Tin ra được dân khỏe chứ không yếu đâu nhá. Mỗi tội là quân anh ít thôi, chứ dân anh là vẫn đang có lẽ là gần 40 đấy. Phút 20 là gần 40 dân là quá ok rồi. Ruộng gần một kích rồi đấy, chả ít đâu nhá. Bây giờ thì tăng Nga không anh? Chặt gỗ 2 nâng cấp, giáp giết nâng cấp công nghệ sớm, sau đó thì sẽ tăng Nga sau. Anh đã khỏe hẳn rồi anh mới tăng. Phong cách thi đấu rất hay. Trận đấu này chúng ta xem máy Tin Tin, có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến được những cái tinh túy nhất của Idol. Đấy, Idol phải như thế này anh em này. Phong cách ra ruộng và gọi là Vector là nhè. 1A thôi nhưng mà anh ra kích ruộng.
Hay quá nhỉ mình ơi. Kìa để ý anh ơi. Vâng, rất bình tĩnh thôi, chưa phải vội vàng mang phù ra để thủ. Nhưng mà nên nhớ đây là một kích chém, nó không phải ít đâu nhá. Hai con phù có đủ để thủ hay không đây. Vâng, anh vẫn rất bình tĩnh. Hồ Dũng cũng đang không vội. Mặc dù có phù nhưng mà Dũng vẫn chém ruộng khá bình. Vậy Dũng chạy à? Vâng, khá đông chém anh em ạ, chưa thua hỏng rồi. Trận này anh tin mà không tăng được A thì tân chém này không đỡ được đâu. Vâng, ở nhà chờ phù thủy hồi mana và sau đó lại tiếp tục phù. Không thấy anh tăng A. Vâng, bình tĩnh thế nhỉ. Hôm nay em đánh kèo với cả hôm qua em đánh kèo với cả hai đồng với Chi Thanh thì những tên như thế này thì em bắt đầu loạn hết cả lên rồi đấy. Nhìn thấy chém đông quá mà mình khiếp. Hello Tin Tin cứ bình tĩnh này. Nhìn chém đông quá họ xô vào phát thì sao? Nhưng mà bên kia lại không dám vào kìa. Ở hướng 6 giờ lên. 6 giờ lên vừa có biến đấy. Có một tên chém to đang định xô vào. Anh Tin Tin có để ý hay không? Nhưng mà mặt đấy cũng đang bo được rồi, mặt BA kìa, mặt BA đang hở thì họ xô một tên ảo vào thì căng. Đúng là người ta có trình độ, người ta bình tĩnh xử lý thật. Nhưng mình không có trình độ đâm ra mình bị hoảng. Nhìn thấy chém đông thế ai chả sợ nhờ. Cái này có 1A bây giờ mới tăng được A2 thôi đấy. Nhưng mà lại 2P sóc đều và tự tin thủ nhà. Trận này phải nhổm dậy để bình luận cho nó đàng hoàng nào. Càng nấy. Kìa giật giật về đi anh. Bình thường nhìn đạo chém này thì chúng ta sẽ hốt hoảng giật về. Nhưng mà game thủ Tin Tin thì cứ bình tĩnh. Vâng, mở toang cổng thành và cho người dân làm việc như bình thường để đối phương sợ không dám lao vào. Chiến thuật của Gia Cát Lượng đấy chứ không phải đơn giản anh em ạ. Mỗi trận chế chúng ta được chứng kiến những cái bò gấp. Hôm nay Gia Cát Lượng không cứu được anh Tin Tin đâu. Khoảng hơn một kích rưỡi chém đang đứng trước cửa nhà game thủ Tin Tin. Hay thực sự anh em ơi. Càng đế nhì. Thôi, trận này có lẽ là nín thở bóp cò mà ngồi mà xem thôi. Không cần phải bình luận nhiều anh em ạ. Ua, chém đông quá. Mặt này có làm hai lớp e không thầy? Cho nó chắc. Rất bình tĩnh nhé, cảm giác cái thủ Tin Tin chả gì hốt hoảng cả nhỉ. Chắc anh đang bảo trong đầu của mình nó là cứ bình tĩnh. Đầu khắc có đó. Không việc gì phải vội cả. Đánh thật sự là hay. Có lẽ là game thủ Tin Tin với cả game thủ Phương Tú là những game thủ mà em thấy giữ được cái sự bình tĩnh đến lạnh lùng. À, đối phương đang ăn bãi vàng này, ngay lập tức cắt 5 con cung giờ ra để xử lý ngay. Chiếm vàng và sau đó sóc chém để quây vây xung quanh nhà game thủ Tin Tin, đó là chiến thuật của Dũng Phiêu. Dũng trận này đánh cũng rất khỏe đấy. Đánh cũng cực kỳ khỏe, trận này dành cho nguyên soái ao làng Ngô Dũng. Trận Greg có lẽ bây giờ cũng đang tham lai cả lít rồi. À, bên 84 à? 84 bên kia chắc cũng tầm 990 anh ạ, chứ chưa đến lít đâu. Bởi vì tham họ tham chém, tham này tham cung. K, bây giờ mới là K. Nhưng mà cung R đã là giáp 4 chặt gỗ 2 rồi. Và đầu máu cũng đã có rồi. Cung R hít tí mắc bình công nghệ đối đầu với chém kẹp K, kẹp phù. Chính xác là cung R kẹp phù đối đầu chém kẹp K. Để ý kìa. Vâng, tuần này đạp chém bên ngoài đang áp sát được cung R và khả năng sẽ gãy hết cung R bên ngoài. Nhưng mà trong nhà thì phù rất đông và có lẽ vẫn sẽ thủ được dành cho game thủ Tin Tin. Trao đổi thôi, tuần này trao đổi thôi. Người có lời và như vậy cũng hòa vốn thôi. Bên này tụt một tuần tham xuống từ gần 1 lít xuống còn có 60 mấy. Bên kia Greg cũng mất rất nhiều chém. Và tuần này lao vào thì khả năng còn bị phù nữa. Không công được đâu. Chém đông nhưng mà phù nhiều. Phù được chém thì quay ra bổ nhau. Nên là có lẽ tuần này vẫn đang thủ thành công đến từ game thủ Tin Tin thôi. Nhưng mà anh sẽ mất tham. Bên kia mất chém, bên này mất giật, mất tham. Càng nhờ. Ủa, phù đang hơi đen tình huống này. Một chém quá mạnh đến từ Greg trong tay của game thủ Dũng Phiêu. Cứ tưởng không ăn được nhưng mà hóa ra là ăn được anh em ạ. Không có tay mà phù tên vừa rồi thì phải. Và phù đang có vẻ hơi đen. Gãy rồi. Và cứ tưởng tên đấy thủ được anh em ạ. Nhưng mà một tên chém nó ảo. Gãy rồi. Tạm tụt không phanh xuống còn 42 thôi. Rất đáng tiếc. Tí nữa thì có siêu phẩm dành cho Hitty trong tay game thủ Tin Tin. Nhưng mà tại vì bình luận viên ôm bom nên là trận này anh phải thua. Ua, cà nó cầu đầu. Khó chịu nhỉ, cảm giác đang đánh nhau bị chém cà nữa, cầu ở ngoài nó khó chịu thật. Lại một lúc rồi hết nhà rồi còn đâu nữa. À còn 39 thôi, gãy rồi. Chính thức thua.
Đỡ được tuần đấy thì hay, đỡ được tuần đấy thì xem tiếp cho sướng. Không đỡ được thì thua luôn rồi. Đẩy ra ngoài cũng đang tương đối tự tin, dành cho game thủ tự tin. Anh nghĩ là cung Hitty giáp 4 đầu máu nó khỏe, nhưng mà chém đông quá. Một tơn ảo anh em ạ, Dũng Phiêu thắng bằng một tơn ảo. Trận đấu này rất hay. Hay. Kèo đấu đỉnh cao. Kèo đấu thực sự đỉnh cao anh em ạ. Và xem tham dần xem nào.